Thầy xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta vào chủ đề 6, những người bạn, bài 24 góc mỹ thuật của em. Rồi, hôm nay chúng ta hoàn thiện bài vẽ chân dung ở bài 22 và bài vẽ toàn thân ở bài 23, hoàn thiện cho xong. Xong rồi chúng ta chưa. Rồi thầy ôn lại kiến thức cũ ha. Là khi các bạn vẽ chân dung á thì các bạn phải để ý xem là vẽ đầy đủ mắt mũi miệng chưa. Thiếu cái miệng thì nhìn cũng hơi kỳ, đúng không các bạn? Rồi khi các bạn vẽ hai người khác nhau thì các bạn phải vẽ đặc điểm mắt mũi miệng khác nhau luôn, chứ đừng có vẽ mắt mũi miệng giống nhau là nhìn không có được hoàn thiện, không được có đúng, tại vì chúng ta vẽ hai người khác nhau mà, đúng không các bạn? Và khi mà các bạn vẽ đó, các bạn phải để ý là trạng thái cảm xúc của người đó. Thí dụ người ta đang buồn á thì cái miệng hình chữ V ngược xuống, và khi người ta đang vui á thì cái miệng hình chữ V ngược lên. À, giống như bạn nữ nè, bạn nữ đội dương miệng nè, đó là bạn nữ đang vui đó, thấy chưa, cái miệng hình chữ V đưa lên. Và đối với bài vẽ toàn thân á thì các bạn phải để ý xem, nếu mà các bạn vẽ thì vẽ người già hay là vẽ thiếu nhi thì các bạn phải để ý là người già đó, các bạn phải vẽ lớn hơn và cao hơn thiếu nhi nha các bạn. Rồi vẽ nam hay vẽ nữ, nam thì tóc ngắn, nữ thì tóc dài. Rồi khi mà các bạn vẽ đó, các bạn đừng có nhầm lẫn giữa bài vẽ toàn thân với bài vẽ chân dung. Chân dung là vẽ từ ngực trở lên là vẽ chân dung, còn vẽ toàn thân là vẽ đầy đủ đầu mình tay chân luôn. Rồi thì các bạn vẽ, các bạn đừng có vẽ thiếu tay hoặc là thiếu chân thì nhìn cái bài vẽ toàn thân của mình nó không được hoàn thiện. Rồi khi các bạn vẽ xong á, các bạn cố gắng tô màu cho nó không bị lem và không chừa trắng thì bài nó mới tốt. Rồi khi các bạn hoàn thiện xong bức chân dung và bức vẽ toàn thân á thì các bạn có thể trưng bày ở góc học tập của mình, cái bàn học tập của các bạn á ở nhà, hoặc là sau khi các bạn đi học lại á, các bạn có thể trang trí ở trong lớp ha. Rồi các bạn xem bức tranh của mình, các bạn tự phân tích đánh giá xem là bức tranh hoàn thiện chưa. Thí dụ như vẽ có thiếu mắt mũi miệng gì không, hay là vẽ tay, đối với bài vẽ toàn thân thì tay chân các bạn vẽ bức tranh đó có đầy đủ tay chân chưa ha, hoặc là tay ngắn tay dài thì các bạn phải sửa lại ha. Rồi cái nội dung để mà thí dụ như các bạn vẽ bức chân dung á thì các bạn phải vẽ thêm cảnh phụ vô, toàn thân thì các bạn phải vẽ thêm cảnh phụ vô, các bạn phân tích và các bạn nói với thầy ha, trình bày cho thầy nghe. Rồi đây là một số bức chân dung tham khảo đó, các bạn thấy không, người ta vẽ ít chữ chữ đó. Và các bạn nhớ vẽ nè, cái hình chân dung phải to ở giữa tờ giấy, chứ được các bạn đừng có vẽ nhỏ quá, nó không có được đẹp. Vừa cố gắng bớt chừa trắng nha các bạn. Chừa trắng là màu trắng của giấy á, các bạn tô mà các bạn thấy màu trắng của giấy còn nhiều á thì các bạn cố gắng tô cho nó đều hết, bớt cái màu trắng của giấy lại nha các bạn. Rồi đối với bức tranh toàn thân thì các bạn phải vẽ người cũng phải to, nằm ở giữa tờ giấy luôn, chứ các bạn đừng có gì nhỏ quá ha. Rồi bây giờ các bạn vẽ đi, các bạn hoàn thiện bức tranh của mình đi ha. Làm sau khi các bạn đã vẽ xong ở những tiết học trước rồi đó, tiết là bài 22 và bài 23 rồi đó, thì các bạn cố gắng hoàn thiện cho thầy cho xong, tô màu không chừa trắng nè, rồi vẽ thêm cảnh phụ vô nè ha, và tô không lem ha các bạn ha. Rồi sau khi các bạn vẽ xong rồi, các bạn đưa cho ba mẹ hoặc là anh chị hoặc là ông bà trong nhà xem, rồi các bạn giới thiệu bức tranh của mình. Đây
Em vẽ người bạn của em hay là vẽ ông bà hay là vẽ cha mẹ, giới thiệu cho người thân biết. Và tại sao bạn thích tô màu, ví dụ như bức tranh đó có màu đỏ màu vàng thì bạn phải nói tại sao thích tô màu đỏ màu vàng vô đó ha. Rồi cảm nhận bức tranh của mình như thế nào về bức bức tranh đó. Làm thí dụ bạn vẽ cái người bạn của mình đang buồn thì bạn cũng nói với người thân của mình là con thấy bạn ấy đang buồn, con muốn vẽ lại cái lúc bạn ấy đang buồn. Hoặc là người bạn của mình đang vui chơi thì bạn vẽ cái chân dung đang cười, và các bạn giới thiệu tại sao con thích vẽ lúc đó thì đó. Các bạn nói về cảm xúc của mình đối với bức tranh đó ha. Ví đó thầy nêu những ví dụ để mà các bạn có thể diễn tả cho nó tốt. Rồi khi các bạn hoàn thiện bức tranh rồi đó, các bạn có thể trưng bày ở góc học tập của mình ở nhà, hoặc là mang vô giờ của thầy, mang khi mà đi học lẽ gặp thầy để thầy đưa cho thầy sẽ trình bày với lớp và thầy sẽ trưng bày trong lớp luôn, cho cả lớp cùng xem bài của. À.